nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập được nhiều chiến công hiển hách, góp phần tô thắm trang sử vàng của quân đội, dân tộc và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đàn hải âu dập dờn trên cánh sông và tôi hát lên giữa bao la mây trời đón ánh bình minh. Nhìn từng đoàn tàu ra khơi và lướt nhanh về phía mặt trời, biển Tổ quốc tôi hùng vĩ, non sông gấm vóc ngàn năm. Xin chào những người con của biển, chào những chiến hạm hiên ngang, xin chào đất liền yêu dấu ta xa nơi đảo xa. Vẫn âm vang lời ru của biển, nghe đâu đây tiếng gọi khơi xa. Xin chào nhé mẹ hiền Tổ quốc, tàu ta ra khơi. Biển gọi tên chúng tôi, những chiến sĩ cánh giữ đất trời. Trên cánh sông và tôi hát lên giữa bao la mây trời đón anh bình minh. Nhìn từng đoàn tàu ra khơi và lướt nhanh về phía mặt trời, biển Tổ quốc tôi hùng vĩ, non sông gấm vóc ngàn năm. Xin chào những người con của biển, chào những chiến hạm. Chào nhé mẹ hiền Tổ quốc, tàu ta ra khơi.
đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội chị và toàn thể hội viên. Sau một năm hoạt động theo quy chế của ban liên lạc hội truyền thống ngành doanh trại xây dựng hải quân, hôm nay hội nghị tổ chức toàn thể hội viên để kiểm điểm đánh giá công tác của hội và đề ra phương hướng hoạt động, đề xuất kiện toàn ban liên lạc trong thời gian tới. Đầu tiên thì tôi xin thông báo là phòng doanh trại có lãng hoa đến chúc mừng cho hội nghị của chúng ta. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Được biết là ngày hôm nay mùng 6 tháng 10 năm 2023, chúng ta tổ chức gặp mặt thường niên phòng doanh trại có nắng hoa rất là tươi đẹp đến chúc mừng chúng ta. Thay mặt cho toàn thể ban liên lạc, xin trân trọng cả chân thành cảm ơn đồng chí Phạm Văn Quý, trưởng phòng doanh trại và tất cả anh em trong phòng. Chúc anh em tập thể phòng doanh trại Hải quân luôn luôn mạnh khỏe, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí trưởng ban liên lạc truyền thống hội ngành doanh trại xây dựng hải quân lên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị cao niên trong hội, kính thưa toàn thể anh chị em hội viên, thì xin báo cáo với lại tất cả hội viên chúng ta là năm nay về thành phần triệu tập thì ngoài cái thành viên của hội ra thì có chúng tôi chỉ có mời là phòng doanh trại, nhưng mà sáng nay do công việc bận nên là đồng chí Quý chỉ huy phòng cũng chưa sang được và có cử một số đồng chí đại diện sang trước. Thế còn ngoài anh em ở trong phòng thì chúng tôi các đơn vị gần đây thì chúng tôi cũng có báo mà có lời mời anh em doanh trại vùng 1. Thì hôm nay cũng có 3 đồng chí cán bộ doanh trại của ban doanh trại vùng 1 cũng sang, thì cũng xin báo cáo với thì các bác và toàn thể hội viên chúng ta nắm được. Thế thì nói là báo cáo thì nó ghê gớm, cũng xin phép các bác là thay mặt do thường trực ban liên lạc thì cũng xin sơ qua tổng hợp một số cái nét chính hoạt động của ban liên lạc chúng ta trong năm qua. Thế thì một ý, về công tác tổ chức thì theo cái nghị quyết của họp lần thứ 7 ngày 1 tháng 10 năm 2022 thì bầu thường trực ban liên lạc chúng tôi có 4 đồng chí
tôi làm trưởng ban, đồng chí Đào Văn Trương là phó ban, đồng chí An Phạm Văn An ủy viên, đồng chí Đinh Thu Hương là ủy viên. Cái biên chế của chúng ta thì có 4 tổ, từ xưa đến nay là ta 4 tổ. Đấy. Xin báo cáo với toàn thể hội viên chúng ta là đồng chí Phạm Văn Quý, trưởng phòng danh trại quân chủng Hải quân đã có mặt ạ. Xin về tổ thì chúng ta trước giờ chúng ta đã hình thành 4 tổ, thì 4 tổ vẫn duy trì lên hoạt động bình thường. Thế chúng ta cũng có đề xuất thêm một tổ là khu vực từ Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà tổ này thì cũng còn đang ở cái giai đoạn hình thành. Thế về hoạt động thì trước tiên là thường trực ban liên lạc thì báo cáo với toàn thể hội viên là chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi trên điện thoại là chính. Thế còn khi có cái việc gì thì chúng tôi cũng có tập hợp thì mời thêm các đồng chí tổ trưởng nữa để chúng ta hội ý, thì cũng trên cái tinh thần là nguyên tắc tập trung dân chủ đấy, có những cái việc thì chung của hội thì cũng đưa ra bàn thảo luận. Ví dụ như chương trình ngày hôm nay thì báo cáo với các bác là chúng tôi cũng có bàn, một là có năm nay người ta làm tí văn nghệ để cho thay đổi không khí tí. Thế thì cũng tính cân đi cân lại thì hôm nay đưa cái chương trình văn nghệ này vào thì cũng là cây nhà lá vườn thôi, do anh tới trước kia là trợ lý chính trị ở phòng hành chính, cho đó là trưởng ban sử ở bộ tham mưu, thì anh về anh tạo dựng cái nòng cốt nên cái đội văn nghệ này, chủ yếu là cán bộ cựu chiến binh hải quân và cũng có một số các đồng chí bên ngoài nhé, thì vào tinh thần là hoạt động là vui là chính thôi. Đấy, thì hôm nay là đưa cái chương trình văn nghệ này vào. Cái thứ hai nhé, thì chúng tôi cũng có thống nhất là cái chương trình mừng thọ thì ngoài cái như mọi năm thì ta có cái quà mừng thọ. Thế nhưng mà tính đi tính lại thì xong cái nào về dắt được túi trong về thì cũng chẳng ai biết. Thì thôi thì về có một cái gọi là báo cáo với tiểu đội trưởng ở nhà. Thì chúng tôi có làm cái giấy mừng, có cái giấy mừng thọ. Thế thì đấy là cái nội dung thay đổi thứ hai. Thế thì còn các cái hoạt động của ban liên lạc thì trên tinh thần là quy chế của hội để tổ chức thực hiện. Năm qua ấy, thì chúng ta cũng dừng ở cái hoạt động là thăm hỏi, thăm viếng khi mà các cái gia đình hội viên có những cái hiếu hỉ, rồi thăm là hội viên của chúng ta lúc ốm đau, những cái trường hợp nào mà báo cho ban liên lạc biết, mà báo cho tổ biết mà đi viện ở cái trường hợp nặng. Chứ còn trong cái tuổi của chúng ta bây giờ ấy thì có lẽ là ốm lặt vặt thì nó là thường xuyên, nên là thôi thì nếu mà thăm ốm ấy, thì nếu có những cái điểm gì mà nó được chưa được chu tất lắm thì mong tất cả các hội viên chúng ta cũng thông cảm. Thế còn sang cái năm tới thì mà cũng báo cáo với các toàn thể các đồng chí này, cái thường trực ban liên lạc ấy, thì tuy là được kiện toàn từ năm ngoái thì chúng tôi cũng kế thừa, có một anh Trương là người được nhiệm kỳ trước là chuyển giao. Một cái nữa là trong các tổ thì vừa rồi chúng tôi hội ý thì mời bốn tổ trưởng, tính chỉ có mặt được hai anh Khiêm tổ trưởng tổ một ấy, thì đi viện, này có nhập viện liên tục. Thế còn anh Trơn thì ở do điều kiện xa quá thì cũng không về được, và nên là nó cũng trịch trọc vậy. Thế thì sang cái năm tới này thì về công tác tổ chức ấy, thì tôi cũng xin phép được đề xuất với hội là sẽ ở tổ 1, sẽ kiện toàn này cái tổ 1, chứ không thể không có tổ trưởng được. Mọi cái hoạt động của chúng ta lấy tổ là nòng cốt hết, nên là tổ trưởng là phải có. Nên là chúng tôi xin phép là được cử đồng chí Trung
trợ lý doanh trại của tiểu đoàn 45 trước đây, nhà dưới cát bi đấy, là đang là tổ viên tổ 4, là tổ anh Cương đấy. Thì xin phép anh Cương là tôi rút đi về tổ 1 để làm tổ trưởng tổ 1 thay thế cho Bắc Kiêm, chứ có Bắc Kiêm sức khỏe Bắc yếu không sao được. Thế còn về cái tổ chức thì chỉ như vậy thôi. Còn thêm cái tổ nữa là cái tổ ở khu vực Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái này năm ngoái là chúng ta dự định hình thành. Thế nhưng năm nay là số đấy ra năm nay là chỉ có mặt ở đây có một đồng chí học ở Đà Nẵng, đồng chí Thi nguyên là trợ lý doanh trại vùng 3 ở Đà Nẵng. Đồng chí Tự là phòng doanh trại đang ở Khánh Hòa. Ở đây thì có thế đấy nhỉ? Chị Nguyệt là trước ở ban doanh trại cơ quan, là bây giờ là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì cũng báo cáo với thì toàn thể hội viên là đợt rồi tôi có vào nghỉ trong Nha Trang, thì tôi cũng có mời anh Hữu là nguyên là trưởng ban doanh trại Học viện Hải quân. Sau đó thì anh nghỉ, sau khi anh nghỉ lúc là anh là chủ nhiệm gần Học viện Hải quân, anh Khiến nguyên là trưởng ban doanh trại Học viện Hải quân, anh Liên nguyên doanh trại trưởng ban doanh trại vùng 4, sau đó anh cũng về ban doanh trại Học viện Hải quân. Thì ba ông anh đấy là tôi cũng có mời anh em ngồi nhau và tôi cũng báo cáo cái tình hình hoạt động của hội ta thế này. Thế thì vào hôm nọ thì tôi cũng có thông tin cho các anh ấy, thì anh Hữu trước tiên là các anh như thế cũng là tại cái buổi hôm đấy các anh cũng thấy thống nhất rất cao, rất là mừng nghe tin đấy là hội ta thành hoạt động. Thế thứ hai là tôi cũng thông báo là cái lịch ta gặp mặt ngày 6 tháng 10 này, thì anh Hữu có thông tin lại với tôi là hôm nay là đang du lịch ở Đài Loan, gia đình anh Hữu đi. Thế còn anh Niên và anh Khiến thì không thấy có ý kiến gì. Sức khỏe anh Khiến, anh Niên thì cũng tương đối tốt, nhưng mà anh Niên nghe chừng có vẻ tự tin đó, nên là cả anh cũng không ấy được. Thế còn anh Hiền thì đang đi thi cái giải Quân Ninh gì đấy, nên là gửi cái lịch thi đấu ra không ra được. Thế còn cái đội hình khu vực Sài Gòn ấy là có một số đồng chí Quyền thì ra đây, nhưng mà hôm qua thì báo cáo là sáng nay vào trong kia mất rồi. Đấy thì là như vậy. Thế thì riêng cái tổ 5 này thì con nghe xin phép là hội là cái này giao cho đồng chí Học. Đấy. Đồng chí Học ở Đà Nẵng là cái là trước tiên là cứ là tổ trưởng đi. Đấy thì sau để cũng quy tụ anh em để làm sao là có một cái tổ chức để dần dần, lúc đầu cũng chưa mong mỏi làm sao nó đi vào quy nát được ngay đâu. Rồi cứ dần dần từng bước một để trong cái hoạt động của chương trình của hội ta như vậy. Cái này là cái hội mà hội tình nguyện mà, ai muốn thì tham gia thôi, chứ chẳng ai bắt ai được bây giờ. Thế thì nếu như người ta nào mà còn tình cảm với ngành, tình cảm nhớ về nhau, muốn tham gia được thì người ta nhiệt tình, người ta tham gia thì tham gia. Chứ còn không thế nào cũng, thì mình cứ trước tiên là cứ thông báo thôi. Thế và cái hình thức thông báo chủ yếu ngoài trong tổ ra thì có thể gọi điện thoại. Thế còn trong cả ban liên lạc chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện trên nhóm Zalo. Thế và trong cái quá trình hoạt động vừa qua thì tôi cũng rất là vừa mừng và rất là cảm động, nhìn thấy là có một số những cái đồng chí là rất là nhiệt tình tâm huyết, ngoài các cái bộ não như là chú Khanh, bác Đảm, các bác bộ não là không nói làm gì, thì các cụ rất là chuẩn mực, trách nhiệm, là làm cái gương để chúng tôi học rồi. Thế nhưng bên cạnh đó là có những cái gương mới mình thân, là anh ấy làm cái nghề này, thế nhưng mà anh ấy một cái clip anh ấy dựng lên như cái cuộc gặp lần thứ 7 của chúng ta, mà anh dựng lên 20 một cái clip 25 phút. Thế nếu mà đi làm tiền chắc là cũng phải được khá tiền, mà công lao rồi là mọi cái ở anh ở đấy rất nhiều, nhưng mà không ai yêu cầu anh làm cả. Thế nhưng anh ấy bằng cái tình cảm, bằng cái trách nhiệm xây dựng ban liên lạc mình, anh tự được anh làm, anh gửi cho anh em
đến là cái đấy là thay mặt cho anh em mà rất là cảm ơn anh thân. Cái thứ hai là bác Quảng. Bác Quảng chắc chắn là cái người rất là đau đáu trăn trở, nên là bác ấy cũng thiết kế cái Novo. Đấy, bác muốn cái hội chở chúng ta đây có một cái Novo có tính đặc trưng, đưa cái Novo ra là ai cũng biết là à đấy nó như cái cờ của chúng ta. À, hội xin trân trọng cảm ơn tấm lòng và cái sự tâm huyết của bác Quảng cũng như nhiều anh em khác. Cái hội chúng ta hoạt động được hay không hoạt động được thì nó phụ thuộc vào cái tình cảm, cái ý thức trách nhiệm, cái lòng đam mê nghề nghiệp, cái tình cảm với nhau, chứ không có một cái gì ràng buộc cả. Đấy, nên là cũng mong tất cả các hội viên chúng ta ấy, là khi mà nhận được thông tin gì đấy, thì các đồng chí hưởng ứng hay không hưởng ứng hay như thế nào đấy thì các đồng chí cũng nên cho cái quan điểm để anh em là biết. Để ví dụ như là đi báo họp chẳng hạn thì đi được hay không đi được thông tin cho nhau một tí để ban tổ chức có cái sự chủ động. Chứ nói thực ra là như ngày hôm nay chẳng hạn, tí nữa vào ăn cơm thì có gì nó chệch choạc là nó thừa nó thiếu thì các bác cũng thông cảm. Đến hôm qua không chốt được con số, tôi hỏi chị Hương hỏi đến con số được bao nhiêu rồi, bỏ bây giờ không cái tổ có tổ báo được có tổ không cũng báo được không biết thế nào lần. Cái đấy cũng là một cái thì cũng mong là hội viên chúng ta những cái buổi gặp mặt như này thì ai đi được thông tin là tôi sẽ đi, thế còn ai không đi được thì bảo tôi công việc tôi không đi được thì ban tổ chức còn có cái kế hoạch. Nhưng tôi cứ bỏ biết thế để chờ xem hay là đến hôm nay anh hay rất là khó. Đấy thì cũng xin có một số cái nội dung mà cũng xin đề xuất với lại toàn thể ban liên lạc chúng ta như vậy. Thế trong quá trình thực hiện ấy thì chúng tôi nghĩ là cũng phải dần dần từng bước một làm, ta cứ thực hiện đến đâu thì ta rút kinh nghiệm đến đấy, để luôn luôn lắng nghe. Đấy thì với ý thức xây dựng cái ban liên lạc của chúng ta ngày càng phát triển thì cũng rất là mong các ý kiến của các chú các bác toàn thể anh em là góp ý để làm sao chúng ta xây dựng được một cái chương trình hoạt động cho nó ý nghĩa, ấm cúng và hiệu quả nhất. Xin phép được một số ý kiến như vậy. Xin cảm ơn và kính chúc tất cả. Tiếp theo chương trình thì đến chương trình mừng thọ các hội viên đủ 70 tuổi, 75, 80, 85, 90 tuổi. Thì năm nay thì có tất cả là 4 bác là trong cái tiêu chuẩn như thế. Một là bác Phú Huy Hồng là 90 tuổi. Hai là bác Nguyễn Bá Đệ 80 tuổi. Ba là bác Phạm Quang Tình 80 tuổi. Thứ tư là bác Phạm Văn Quang là 70 tuổi. Bây giờ kính mời các bác lên trên đứng trên sân khấu. Con cháu và làm chỗ dựa tinh thần cho các con cháu. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời đồng chí Hương là thủ quỹ của hội sẽ lên thông báo về các nội dung thu chi của quỹ hội và đề xuất các nội dung đóng phí hội phí mới cách thức. Thưa tất cả các bác, anh, các chị, các em hôm nay thì tổ chức cái hội nghị ngành lên doanh trại thì trước hôm nay thì tôi chỉ tổng hợp cái khoản thu chi của năm 2022. Các đồng chí nào mà
thì xin coi là báo về coi là tài khoản thì tôi sẽ đưa cái tài khoản thôi, là các đồng chí cứ đóng và đưa vào tài khoản cho tôi thôi. Đấy là xin báo cáo các đồng chí, thế là hết đấy. Vừa qua các đồng chí nghe đồng chí Hương báo cáo cái quỹ của chúng ta, nếu các đồng chí nào có ý kiến thì muốn hỏi kỹ thêm thì đồng chí Hương cho con trách nhiệm để giải trình. Thế còn cái này thì ta cũng thực hiện theo quy chế. Thế còn 2 năm mà không đóng liên tục thì ta có thể là xóa tên đúng không? Đấy là theo đúng quy chế ta thực hiện. Thế còn chi như thế nào, chi ốm ra sao, chi viếng ra sao thì từng đối tượng một thì trong quy chế ta có rồi. Thì ta cứ thế ta nộp. Thế cái thứ hai là về cái này có cho đợt không thể có những cái đồng chí mới. Nên là tôi cũng nói lại luôn là cái cách chúng ta làm cái nội dung chi này là như thế này. Tức là khi mà ta hoạt động là khi các gia đình nào hội viên có việc thì các đồng chí báo cho tổ trưởng. Thế tổ trưởng sẽ chịu trách nhiệm là thông báo cho các hội viên trong tổ và tổ chức đi thăm viếng thay mặt cho ban liên lạc. Cái tiền đấy là tổ trưởng lấy báo cho chị Hương sẽ có trách nhiệm chuyển về để trả tổ. Đấy là như, tức là tổ sẽ thay mặt cho ban liên lạc để đi. Thế còn chứ không phải là, còn khi mà nhà tổ trưởng thì sao? Thế thì tổ trưởng sẽ báo cho thường trực ban liên lạc. Đến lúc đó là chúng tôi sẽ có trách nhiệm là sẽ tổ chức đi đến nhà tổ trưởng có việc. Đấy là như vậy. Thế thì chúng ta cũng phân công ra như thế, chứ không có gì nếu mà không theo cái khu vực theo tổ như vậy thì chúng ta cũng không thể hoạt động hết được. Thế còn khi mà chúng ta đã với vào đến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng ấy, thì chúng ta cũng phải xác định rằng là có những đồng chí ở xa mà tham gia hội viên nhiệt tình rồi mà chúng ta không thể tổ chức đi vào mà viếng được hay là thăm được thì có thể chúng ta chuyển khoản. Thì cũng đây cũng phải là một giải pháp. Thì mong các đồng chí cũng nếu mà ở cái tình trạng đặc biệt thì cũng các đồng chí thông cảm thôi, chứ không có là xa thì không thể tổ chức đoàn mà đi được. Tương kích thì mong các đồng chí là thôi thì chúng ta đã không tạo nên thì thôi, tạo nên thì thấy anh em chúng ta mỗi người một chân một tay cùng nhau đồng lòng trách nhiệm để vun vén cái hội chúng ta ngày càng phát triển. Xin một lần nữa cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu đồng chí Phạm Văn Quý, trưởng phòng doanh trại quân chủng lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Trước hết, em, cháu xin được thay mặt cho các cán bộ đang đương chức ở phòng doanh trại được chúc mừng các bác, các chú, các anh, các chị trong cái buổi gặp mặt năm 2023. Chúc các bác, các anh, các chị, các chú là luôn luôn mạnh khỏe, ngày càng gắn bó đoàn kết và để hội chúng ta ngày càng phát triển. Xin được cảm ơn. Thì báo cáo với các bác, các chú, các anh, các chị là ngày hôm nay thì phòng doanh trại cũng rất bận phân tán. Hiện nay là có tới 4 đồng chí đang 6 đồng chí, 7 đồng chí đang đi công tác ở khu vực Cam Ranh, rồi trong Nam Căn, Cà Mau đó. Và một số đồng chí đang chuẩn bị đi công tác ngoài Trường Sa, cho nên là quân số cũng không được đông. Anh em nào cũng muốn dự cả. Thì có gì thì mong các bạn cũng sự thông cảm. Và anh em không được dự cũng là một thiệt thòi của anh em. Thế còn báo cáo các bác là trong một năm vừa qua thì anh em phòng doanh trại vẫn phát huy được cái truyền thống của ngành, đoàn kết, rồi nỗ lực phấn đấu và cơ bản là hoàn thành tốt được những nhiệm vụ quân chủng của cần giao. Với ngành doanh trại toàn quân thì ngành doanh trại hải quân cũng là một điểm sáng, được cục doanh trại đánh giá là một trong những đơn vị tốt đầu của toàn quân. Thế với các bác thì anh em chúng cháu cũng luôn luôn là muốn có những điều kiện, những dịp để được gắn bó với cái từng cá nhân cũng như là hội của chúng ta nói chung. Và cũng báo cáo các bác là anh em đỡ cao lương trước, nhất là cái số mà sắp nghỉ hưu ấy, thì cũng chỉ muốn được là về góp phần xây dựng hội cho ngày càng lớn mạnh, phát triển. Để báo cáo các bác là tinh thần là như vậy, mọi người cũng luôn luôn là hướng về cội nguồn, truyền thống. Thế còn hiện nay thì về tình hình công tác doanh trại nói chung thì báo cáo các bác là cũng đã có sự mở rộng rồi. Hiện nay thì
các cái dự án đầu tư mới thì cơ bản là cơ quan quân chủng làm chủ đầu tư, thì ngành doanh trại lại là lực lượng chính trong cái quản lý chất lượng công trình xây dựng, và vì thế cho nên là phải giải nó khắp nơi. Hiện nay là đã đến tận trong khu vực 5 căn Cà Mau. Thế còn ở cơ quan quân chủng thì các bác cũng đã thấy là toàn bộ cái doanh trại mới cũng đã được đầu tư xây dựng theo hướng rất là hiện đại, và chắc là hết tháng 10 này thì toàn bộ cái hạ tầng cơ sở cũng sẽ hoàn thành. Thì như vậy là cũng là một cái điểm nhấn ở cái khu đô thị Hải Phòng đây. Thế còn với phòng doanh trại thì hiện nay quân số tổ chức biên chế thì báo cáo các bác chỉ được có 8 thôi, trên cái giường có 8 thôi. Nhưng thực tế là phải xin tăng cường tới hơn 3 lần. Hơn 2 lần, mà sắp tới có lẽ cũng phải đến 3 lần thì mới có thể đủ làm đảm đương những công việc mà quân chủng giao. Thì cũng báo cáo với các bác về cái tình hình chung của phòng như vậy. Còn cũng anh em mình cũng luôn luôn là mong muốn trong các cái sự kiện của hội, thế rồi của từng thành viên một, thì phòng chúng cháu cũng được biết và để tham gia, vừa để gắn bó truyền thống cũng là vừa là để là cái tình cảm riêng tư tập thể, cái tình cảm riêng tư đó cũng báo cáo các bác như vậy. Và một lần nữa thì xin thay mặt cho phòng doanh trại cũng như là ngành doanh trại của quân chủng Hải quân xin được kính chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, và hội thì ngày càng phát triển, thực sự là nơi quy tụ đối với những người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nghỉ hưu. Xin cảm ơn các bác. Tiếp theo chương trình thì tôi xin kính mời các đồng chí hội viên trong hội lên phát biểu đóng góp những ý kiến quý báu vào các cái nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ban liên lạc trong thời gian tới. Đầu tiên xin kính mời bác Khanh lên bác. Lại kính thưa các đồng chí, nhất là các đồng chí và đương tại chức phải thưa gửi đầy đủ. Thưa đồng chí quý trưởng phòng doanh trại hiện tại, thưa tất cả các đồng chí đã là trưởng phòng doanh trại của các thời kỳ, nhất là ở Đà Nẵng mà ông cũng ra đến đây thì là như thế là quý quá đấy. Thế thì báo cáo là hôm nay thì tôi thực ra là người không được khỏe lắm, hôm vừa rồi ở công binh cũng gọi đi nhưng mà không đi được, vì đấy nó chưa phải là nhà của mình nhiều lắm, cho nên là đi lên là khạnh khạng cái này thì cũng mang tiếng. Thế hôm vừa rồi thì anh trụ với các anh đến nhà ấy là nói là thôi cố gắng là đi, và tôi cũng nghĩ rằng là cố gắng đi gặp được anh em, chỉ lo rằng đây thì thật là cuối lần cuối. Đấy, thì báo cáo với các anh ấy là cũng rất là, tôi thì xin báo cáo là tôi hôm nay cũng rất là trùng hợp là tôi đúng vào cái ngày mà tôi nhập ngũ, tức là mùng 6 tháng 10 năm 58, hôm nay là vừa đúng là được 65 năm. Đến ngày mai thì ngày chủ nhật tới là mấy anh em còn lại ở Hải Phòng thì là tổ chức cuộc gặp mặt nho nhỏ. Đấy. Thế như thế là những ông mà ở đây cũ cùng với tôi, ông Hồng, ông Hùng đi cả rồi. Đấy. Thế còn lại một số rất là ít. Thế là kỷ niệm 65 năm ngày nhập ngũ của tôi ở Hải quân. Đấy. Thế nó lại trùng hợp, thế hôm nay cố gắng là lên đây gặp lại anh em. Bây giờ như thế là ông Quảng biết ngày xưa là cùng với nhau lặn nội đi đòi nhà đấy chứ, không? Đấy, cứ nhớ cái kiểu đi đòi nhà của cái bên sở xây dựng ấy là để đòi mấy cái nhà để về để cho anh em cán bộ Hải quân mình ở, thì là phải kéo Quảng đi. Đấy. Thế còn cái số mà anh em cùng công tác thì rất là quý, bây giờ ngồi nghĩ lại thấy rằng rất là tình cảm. Báo cáo là tôi ở công binh từ tháng 10 năm 58 mà cho đến cuối năm 69 thì ở trên Bộ Tư lệnh là lúc bây giờ ông Tham ấy là nguyên ông Tham làm trưởng ban cán bộ đấy. Ông lục ra thấy có cái bằng xây dựng mới kéo tôi về là để xử lý cái nhà của bên chỗ cái chỗ bãi cháy nghỉ bây giờ đấy. Vâng, tức là cái nhà đấy nó bị nó đánh bom mà, thế về đấy. Thế và đồng thời là từ đấy thì về là kéo về phòng doanh trại. Về phòng doanh trại được một thời gian thì làm công tác thì là ông Tâm mới là nghỉ, rồi ông Thời thì đi bốn bên. Lúc bấy giờ ấy là đáng nhẽ là giao cho cái anh Phương đấy, nhưng mà không biết làm sao ông ấy chỉ vào mình, nghĩ là mình phải lo cái đó. Thế là từ đấy là coi như làm phó phòng doanh trại từ đấy.
Thế thì ở phòng doanh trại thì lúc bây giờ cùng với để chỗ ở cơ quan ấy thì anh Quảng Kiếp là đúng là tâm lý hợp nhau lắm. Đi đâu thì cũng nhờ cả anh ở dưới cả. Đấy, báo cáo là quá trình công tác thì cho đến khi mà năm 82 thì quyết định là trưởng phòng, lại ghi vào chữ là quyền phó phòng lên trưởng phòng. Mà khi mà ở phó phòng ấy thì rất là nhiều các ông ấy là về ấy là quân hàm nó cao hơn. Ví dụ như là ông Đỗ rồi ông Kỳ rồi ông gì đấy. Lúc bây giờ toàn những là thượng úy cả, chứ chưa có tá bây giờ, mà tôi cũng chỉ có trung úy thôi. Đấy thì báo cáo đấy là tình hình cái là quá trình, nhưng mà thực ra cái là mình làm thì dù ở cái cấp nào thì cũng hết lòng, cho nên là được trên nên là cũng tin tưởng mà không. Đấy thì báo cáo với các anh ấy là đấy là cái tâm tư mà nói thì hôm nay về rất là phấn khởi, thấy anh em ở đây có những ông tức là cùng với mình từ cái thời ông Quảng thế rồi anh em ở dưới chỗ ông Tình cũng tiếc ở dưới kia, thế rồi ông Mòn, rất là nhiều anh em thế nào đã cùng với mình là công tác vất vả. Nhân cái dịp họp mặt của doanh trại này thì vừa rồi là cũng có nghe chỗ đồng chí trưởng ban mới là coi như là nói về vấn đề quy chế, thì cái này có quy chế rồi cái việc vào miền Bắc miền Nam thế thì cũng xin có một số ý kiến như thế. Hôm vừa rồi là ông ấy đến đi, ông trụ bây giờ đến đi xe đến mời là tôi cảm động quá, vì hôm trước là công minh những gọi nhưng mà không đi được. Một lần nữa thì chúc tất cả anh em ta khỏe mạnh và gặp nhau lần này và gặp nhau lần nữa rồi gặp nhau lần nữa, cứ gặp nhau thôi mà gặp nhau thì vui vẻ. Thế thì xin chúc các anh em là mạnh khỏe, chúc các chị với các cháu ở nhà ấy là có chung là mạnh khỏe. Xin mời các anh nên tiếp tục phát biểu ý kiến ạ. Xin mời anh Tân ạ. Vâng. Kính thưa Bắc Thanh, kính thưa các ông chí lãnh đạo phòng và kính thưa toàn thể các ông chí. Thì tôi nãy anh trụ anh có nói là tôi cũng rất là tâm huyết, nhiệt tình với cái doanh trại của chúng ta. Thì cũng báo cáo thật là đây các ông chí biết là tôi đã làm phim từ gặp mặt lần thứ tư đến bây giờ lần thứ bảy, còn không biết là sau này những lần nào làm được nữa không thì còn tùy thuộc vào sức khỏe. Thế nhưng mà tôi sẽ tiếp tục tâm huyết với doanh trại, tại vì sao doanh trại thực sự với doanh trại đối với tôi gắn bó với tôi chỉ có 7 năm thôi, vì tôi vào làm doanh trại từ thời bác còn làm trưởng phòng, trong đó bác Khanh phó phòng, thì tôi làm trợ lý doanh trại Học viện Hải quân 4 năm. Thì do là lấy vợ Hải Phòng cho nên kiên quyết là xin chuyển về Hải Phòng thôi. Thì một trong những cái thay đổi của gia đình và cái niềm hạnh phúc thay đổi gia đình là nhờ doanh trại. Ở đây thứ nhất là bác Khanh là người nhận tôi chuyển từ Nha Trang về phòng doanh trại. Vì lúc đó bác Khanh mà không nhận thì tôi cứ ở trong Nha Trang không về được Hải Phòng, vợ con thì ở Hải Phòng. Cho nên là bác Khanh là người nhận tôi về phòng doanh trại. Và khi mà làm việc trong Bộ Tư lệnh, sau đó chuyển về cát binh thì cùng chuyển. Tôi luôn luôn suốt cuộc đời, mặc dù mình trong hải quân chỉ có 7 năm, nhưng mà tôi với cái tình cảm của ngành doanh trại, tình cảm của hải quân gắn bó với tôi cả cuộc đời không thể nào quên được. Cho nên do đó là tôi phải dốc hết tâm huyết với khả năng để mà là tích cực đóng góp cho cái danh trại của mình. Thì báo cáo các đồng chí như thế, và nhân cái hôm nay thì cũng xin cảm ơn các đồng chí và cảm ơn tất cả các đồng chí. Thì tôi có ý kiến hết rồi. Một lần nữa xin thay mặt cho tập thể ban liên lạc xin cảm ơn cái sự nhiệt huyết của anh Thân. Tình hành động mọi cái của ban liên lạc ta là như vậy. Thì đề nghị các bác là có ý kiến gì tham gia góp ý vào cái chương trình hành động của chúng ta như thế không? Thế còn thì đề nghị các bác cho ý kiến ạ. Trước tiên thì tôi cũng xin phép được nói tôi là Vũ Hùng Quảng. Vâng, tôi đã công tác ở ngành doanh trại từ lâu, từ cái thời đồng chí đại úy Thời làm trưởng phòng doanh trại, thế xong đến đồng chí Tâm, xong đến đồng chí Thời và cuối cùng đồng chí Khanh.
Thế tôi là người ở ban liên trại khá lâu rồi. Bởi vì sau khi mà tôi thì nhập ngũ sau đồng chí Khanh 8 năm và kém đồng chí Khanh đúng 8 tuổi. Bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới vào quân đội, cho nên là tôi đi sau đồng chí Khanh 8 năm. Thế thì công tác của liên trại tương đối lâu, và cũng như đồng chí Khanh nói là cái thời nó gian khổ, vất vả, điều kiện kinh tế của quân chủng cũng khó khăn, nhưng mà cái nhu cầu nhiệm vụ thì rất là cao, thì chúng tôi cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Và tôi cũng đề xuất là trong những buổi gặp cái này, các đồng chí có những gì chia sẻ thì chúng ta nên đi chia sẻ, dành thời gian. Từ cái việc hoạt động đó, nó làm cho cái hoạt động của chúng ta, của cái câu lạc của cái hội cựu chiến binh ở những trại này, nó mang thêm nhiều cái màu sắc có ý nghĩa và giúp ích thiết thực cho mọi chung cho mọi người. Nên tôi đề nghị là chúng ta cũng nên có những cái hình thức như vậy. Thế thì tôi thấy là qua ý kiến đồng chí trụ thì tôi thấy rất hoan nghênh, và chúng tôi cũng đề xuất một số vấn đề đó. Tôi xin cảm ơn tất cả các anh. Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Thì mong các bác tiếp tục cho ý kiến ạ. Có bác nào có ý kiến thêm ạ? Ta là người chiến sĩ hải quân, ngày chỉ mưa xa vượt qua phong ba bao ta, đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, thảm hiện hậu phương ta mà theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu, con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mà lời của bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân.